cái năm nay là khổ vì con vì cái. Tóc sen sạc, lạc sen xài lắm. Tiền đi đằng nọ, tiền đi lên đằng kia, đi xuôi về ngược lại, đi ngược về xuôi. Kính thì bông ngon, non thì bò đắt. Bơn chín đầy quá ăn sao đầy khỏi, nhưng mà cái bơn chất này đủ cẩn thận ý nước nó thằng dì này cũng có nhiều cái tiền cái cổ lắm đó, nhưng mà cái người này có duyên âm đi theo cái con gái mình ấy, nó có cái duyên âm đi theo đấy cho nên là mình phải giải cái duyên âm này đi thì mới được Tố Linh Tố Hảo á. Để xem giải cái cầu cô thần quả tú đi tức là cắt bóng duyên âm để xem bóng đường trần mà để cho các ngài tác hợp nhân duyên vào thì mới được Tố Linh Tố Hảo á. Không thì sau này cái cuộc đời của nó, cái tình đường tình duyên của nó chẳng được mấy đâu, được 5 đến 7 năm là không thôi, rồi lại chia tay hoàng hôn, lại bão táp mưa sa dập dồn nhá. Tiền của thì hao tốn ngõ hầu tình đầu thì không bỏ thì cũng chẳng được sánh đôi nhá. Còn công chúa thứ hai này thì nghiệp về đường duyên đường tình lắm, giống như là kiếp trước mình là làm tội làm tình với người ta lắm, cho nên kiếp này mình mới phải gánh cái nạn đường tình cảm tình duyên. Chưa được bao lâu thì đã lại tan vỡ hàng rồi. Hôm nay là chị đi đâu cặp bồ ấy. Người này à, trong khi thầy đang làm việc không nghe điện thoại, nếu muốn nghe điện thoại đi ra ngoài. Không phải cái chuông reo lên to tướng cái này đâu. Về đường tình duyên rồi vất vả về đường công danh tài lộc, hao tốn lắm vì cái người này sinh mệnh thìn canh thìn mà sinh tháng 12 vào chữ đại hao tài tốn. Thấy hao chưa hả chị? Hao rồi đó. hao rồi đi tìm đó. Hôm nay nó đi làm ở chỗ này, mai nó lại nhảy ở chỗ kia rồi. Vâng. Công việc không được ổn định. Vâng, chỗ đây. Những người này là thằng chồng nó phải không? Thằng chồng nó ấy, đây này con bảy tép, đây là thằng chồng nó này. Đó. Cũng tiêu tốn quá nhiều tiền của, mà đây là vòng xích 8 bích, đây nó là vòng xích. Bị xích chưa? Không biết.
biết là không biết đâu. Bây giờ dẫn người khác ở một nơi thì mình biết không sao được. Con có là chồng? Chồng nó là con rể gì nhé. À, nó ở xa lắm nhỉ? Nó ở ngoài bên Lục Ngạn. Một bầu trời đen tối, con đường không sáng, đàn xô mới bích đâu, không có cơ, xấu về đường công danh, xấu về đường tình cảm tình duyên. Rồi con tám bích này có cũng có cẩn thận là có ngày công an sẽ bắt. Cái con bé thứ hai này này, cái thằng chồng nó ấy. chồng con bé thứ hai á. Là con rể đấy. Vâng. Về bảo nó cẩn thận. Về bảo gì? Còn bảo gì nữa? Dễ lao vào con đường đấy lắm. Chơi bời rồi đi theo những người xấu, bạn xấu. Vì cái nghiệp của mình dày mà cái phúc mà mình mỏng, dễ bị bạn bè lôi kéo. Năm nay 23 tuổi. Vào sao điều cách chứng cái tháng 7 này thành thân xấu âm bích này. Tháng 7 này, tháng 5 đập đau mất tiền mất của đấy nhá. Đi đâu thế kia? Nói lắm, lấy vào trong kia quay ra đây nó còn nữa. Cho nó quay đi. Không nghĩ quay đâu rồi, quay vào chỗ thấy thấy chúng ta mình đang làm nên nó. Nhìn tiếp, nó sẽ. Xin ông. Tháng 7 và tháng 5 năm nay là hạn nặng nhé. Cẩn thận được đau đớn mất tiền mất của đấy nhé. Sẽ pháo cẩn thận đấy nhé. Còn tương lai là sau này là sẽ phải làm lễ giải cung nhé. Không giải cung nên là không có tố linh tố hảo đường công danh tài lộc, xong sau này mất hết nhé. Làm thế cương à? Tháng 3 cũng
đi tảo mộ về là cũng bị đau đầu một lần. Thế là định mang đi rồi xong lại hết khỏi. Mày. Đúng rồi đấy. Nó đi nó bị mất vi á mà. Mộ đặc vía. Nó lại còn hơi đau bụng nữa. Vâng. Lên cái tháng 10 năm nay là Phương có hạn. Vâng. Nhá. Hạn về đi đường này. Ở trên trường, trên lớp này cẩn thận. Bị người ta đấm đấy. Người ta đánh nhá. Vào ngày 15 tháng 10 tháng 10 tháng 4 sang đến tháng 4 rồi. Tháng mấy tháng nữa. Sau này lớn lên thì cũng ngoan thôi. Về cái đường công danh tài lộc thì sau này kế đệm cho cháu. Thì nói chung là Cương thì học cũng là tạm được thôi, cũng chưa phải là giỏi đâu. Vâng. Nha. Vâng. Gọi là tạm được. Vâng. Cũng không phải là cái dạng dốt lắm. Vâng. Nói chung là vẫn đang là ở gọi là cũng thông minh một chút. Vâng. Gọi là như thế. Xếp loại gì nhỉ? Xếp loại gần như là khá khá. Đàm Đức Anh à? 2019. Khóc thì tài. Khóc tài không? Khóc giỏi lắm. Tài mà quấy lắm, thằng này quấy, thằng này cho đi gửi đi. Vâng. Nhá. Là... Thằng này ăn lắm lúc thì cũng ăn tạm được, nhưng mà nó nghĩa là nó thằng này vất vả. Thằng này mấy năm? Thằng này đến năm... Đến năm tuổi rồi. Đến 5-6 tuổi đó. Là cẩn thận cho thằng này. Vì thằng này lợn. Thằng này nó có số chết non. Thằng này đấy. Phải đem đi gửi đi. Thằng cháu nhà mình hôm 30 tháng vừa rồi này, 29 Tết 30 chết ở dốc cao phẳng. Thì cái tháng mượn tháng mượn ấy. Nó sinh mà giờ sát cha mẹ mà. Cha mẹ không phân ly thì nó phải chết thôi. Như cái thằng bé nhau. Con này á, tốt nhất là đem nó đi gửi đi. Vì cái thằng này nó, cái số nó mệnh nó mỏng lắm chị ạ. À. Đi ra đường mà cứ gặp cái loại đắm hầm kia là về là chắc ngay luôn. Nó chỉ cần gặp cái người vía nặng nó về là khóc cha cha cả đi. Xem được đâu. Sao? Nhìn nó ghét lắm, nó không thích xem đâu. Hôm nào bà vợ nó xuống mà xem. Kệ, đi công ty thì kệ nó. Có tâm thì nó về xem, không có tâm thì nó cũng đi công ty. Nó cũng có tâm, nó khác bà bằng hai đứa nhỉ? Không, bà đi không xem cháu. Bây giờ thầy cố gắng xem cái cháu. Cháu nó cũng còn ở chung
nam gia phương nữ hầu hạ chỉ thiên đôi xa đã hầu hầu thế thần tam ca nghi chân hầu thế ông thân hầu cũng nghi mê được xin về mà thấy nghi chân con nam xin phép bác thầy ông a tỳ ẩn đàn đại đàn nam lên đầu nó ngon ha. Chị đã đi mất công thì xem cho chị, xem cho cháu. Ai? Nhờ ai thầy xem cho cháu, đấy. Cháu nó còn trẻ, còn dại, nó không biết đường đi đâu xem thì nó xem nó nhờ bà thì về đi đến. Thì bây giờ lấy thầy ông ở trên kia, thầy ông xuống, thầy ông bảo không xem thì cháu biết xem ở đâu. Cháu không thấy được. Thế là thì phạm nhiều lắm hay thế nào không? Thế làm thế nào mà thầy ông không cho xem? Thế ai mà biết được đấy, bây giờ bà hỏi thầy đi. Không thấy cái gì đấy, không được. À. Thế nào đi xem đi, nhưng mà không phải xem được cái gì. À. Tại mình cầm bước chân ra. Cùng nhau đi mà ra mà may mắn thì mình may mắn. Cùng nhau ra cũng không đi vào đâu mà. Đó. Hai chị em hẹn nhau gặp ra đường mà không đi vào chỗ nào. Sao lại thế được? Ai biết được. Con bảo nhau trước là đi mình không rẽ vào đâu, đi rẽ vào đâu, đi xem khó lắm. Ừ, đấy. Đi xem đấy, đấy. Nói trước như thế nữa. Đi ra, ra ngã ba quán là đợi nhau thôi mà, còn cá còn không vào mà. Sau khi là thú thôi, chỉ đi không thì bà cứ gì là tưởng. Không vậy. Cái nhà này nó mắc nhiều lắm. Nên là ôi nó bảo bà đi xem nhưng mà cái tâm nó không hướng về cửa nhà thầy đâu mà nó xem được. Bà có thấy không, mỗi lần con phát trực tiếp những người người ta có tâm một cái, người ta chỉ cần bấm cái mã cái bàn tay lên thôi, bấm cái bông hoa lên thôi là thầy đã xem cho nó rồi. Thầy xem cả nhà cho nó luôn. Nhưng mà cái này là cháu nó không có tâm, nó khác bảo bà, không bảo không phải bà bảo cháu nó. Không cần phải bảo bà bảo. Cháu nó khác bảo bà. Không bảo bà. Bà không có biện hộ được. Vì ở đây người ta thầy người ta xem là người ta cảm nhận qua cái tâm của người đấy. Thế nó có bảo là nằm mơ thấy những cái gì các kiểu nó sợ ấy. Thế bảo bà đi xem hộ em không? Bà bây giờ nó đi lái xe nó cũng sợ ấy. Cháu nó đi lái xe nó nằm mơ nó thấy nó thấy họ sợ lắm. Bảo mẹ đi xem, thế là hôm qua nó mới bảo vợ nó về bảo mà. Nó lái xe Samsung của Bắc Ninh ấy, nó bảo là cứ nằm mơ thấy cái này thấy nó ấy, nó sợ ấy. Thế sao sáng nay đi không không thỉnh ông bà đi, không thắp hương lên. Tại qua hôn đúng qua tay à? Không có cái gì, cứ như người đầy đa số. Nhà mình ăn hơi như người leo thôi, cũng chỉ có một bát bát hương thôi, cũng không có cái gì cả. Ngày xưa là người tài thôi mà, cũng như người leo thôi. Không có cái hồ lọc gì cả. Mà. Không phải như là bà đi, bà không thắp hương nhà đi. Nó thấy như thế. Chó chúng cũng phò ơi. Con này á, lục bay à. Khảo lung lên thầy xoay xét đó. Làm lễ hội là bằng cách làm lễ. Văn này văn nào? Văn này của nó lễ hội. Văn này quái gì mà. Ừ, nắm bằng này bà á, chỉ cần thật lấy văn này cái. Ngắm cái bọn buồn ngày đàn theo là một sàn cốt. Ê, mới bạc nó bay đi. Bà bạc cái xin mãi, cái hải thế mau đi. Bà cần cảm thấy cho nó tăng để ký thăm hương à. Cùng bay là bay cho nó để ký cho mà. Cái là như nhà chị bây giờ là cái vong đèn nó cứ đi theo mà vong ông chúa vong ông chú vong này ông chúa vong nhưng mà phạm đất lắm cái đấy tạ nhà phạm như thế rồi đấy cũng nghe thầy bảo là nhà em là có cái vong ông chúa ấy. Thế thì phải tạ nhà ấy, thế nào vong ông chúa của mình tạ đấy còn cái tạ ở đây thì khác thì kia vẫn phải tạ phạm rất nhiều cái thằng này nó bị mất vía rồi. Thằng lái xe này
em chỉ mất vía tóc quăn à lưu lấy vía cho nó đi ngồi ra đi. Ui giời, chị đang làm này còn ra ra rồi thế để phần cho mày đấy. Làm đi. Ừ đấy và làm đi. Học ăn được lá na là mình học ăn mình đi thì hay ngủ ma giả được thì thấy chim 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 mà chân ngủ bé này. Hai thầy ở đây thầy chỉ ra thì thầy em tiếp chân em mới được nhờ nóng muốn ạ. Ấy giờ buồn lắm cái gì này. Đấy, đang làm nhanh nhanh cái em đi mệt ngay ấy. Đấy thầy ông xuống thân ra thì làm bài. Xem có con gì đi theo nó không? Có con gì đi theo.
đây vợ chồng nó đây. Ngày 23 tháng 10 năm 89 đây. À thứ mấy đây? Cầu xài xài đi đấy. Mi mẹ. Mi mi. Mi ô.
chải để tóc bị tan, chân chải để tóc bị lộn. Thấy chị biết nhanh. Nóng bóng này cũng hết thuốc lai like và đốt sang đấy. Cái mình sẽ phục lại luôn là tụi em đầy ra. Và này thầy phục quay sẽ hát. Cái sự mang cửa điện của thầy coi quay nhờ thầy coi. Chân khá là ban tì lùa lô xếp để nát tôi đất thái khá độ lô bị cá đi và tôi làm phiên để coi phiên để coi bị cá đó là cái này kích thí bị cá chất khá mà đá bị hại quá chất cả tham tham là tham thí bị này tham thí tham 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 mòn tiêu hết đi thái thùng hết bị cá ba ra tầm bị này tầm nó khẩu bắt thêm bị càng hâm bên đất khỏi trên này nó bên khí mẹ mơ khám bên băng để bao này chiếc tông ở cái đất mẹ đó để chiếc là nó khỏi tu la cũng có khăn hồ này cả mấy năm phiên để bước bạn để ăn bạn để bay công thua hồi năm phiên để lái bước năm 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 của bao nhiêu bao không nha lo khám bên băng ờ khám bên băng đi mà đi đi khám tam ờ vẫn đi tam này cả đi quá ngoài về hắn luôn xò xào đấy hắn đi cá là ông nịnh luôn đấy mình luôn lai mình tóc sơn xài lai bên pi này đang tóc lai pi này tóc lai nó ăn về lặng phải thôi pi này đang thích chỉ pi là nó vào cái chữ long đức nhưng mà nó là năm nay là cái cầu nó hết đấy hết cầu đấy hết bảo cầu năm nay là bà phải tiếp cầu cầu lộc lộc mi ma cầu xài xài mi đấy này bà mẹ tỉnh rõ mẹ cầu lộc lộc mi đấy cầu xài xài mi tân pi này nha pi này leo phải tiếp cầu tiếp cầu tiếp cầu nó xấu lên cầu lộc cầu xài chị để mong bắc nồng cầu ngần tiếp thân bắc cầu ngần tiếp số nếu mà nó bóc này vàng ví ông như đẩy rút từ hơn thầy đi mơ thì phải hết ăn lệ khẩn leo phải đeo ăn khăn ăn này mà tiếp cầu này nó đeo để vứt tay cần để mình dắt ốc bè làm cái nhơ hơn thầy hơn thế mắt đeo ăn khăn mà bó khó này bóng nó tàn như lê mà đếp lá vô tù lắm bóng bài lá chế nè thần thẹp thần thẹp coi là thần thẹp mà hết phúc lá tí cá với tông bán của tù lúc đếp tù như thắng mơ khám lên bán nào mơ sự mẹ mẹ mơ thắng lên bán tí cá tham tham để tông bán khó với đó đảm bí tóc sen sai vì này chính sự tóc sen sai lắm vì này á ngắm bắt thêm cái hẹn ông cần ngắm bắt hai thiên hẹn cần này mi này vừa tham ăn được nhiều vẫn cứ bảo mi non đấy á mi non đấy cái tàng thương tàng sát du tàng thương ngô kỷ ngô lòi nha tàng thương mi non đấy mình ăn mặt tiền là căn bí để tông chiều cường để sáng rồi chạm với tỷ đồ ra à đây là mà nhà tôi non đấy hôm này khẩu cây đấy đổ ha tôi non bóc cái lá xí ha cũng nên để tháo thứ hạng phí này phí này đi tháo thứ hạng phí chính là đồng mô nạp tàn mô nạp là con đi tăng để về thứ nhà đi tăng để thiếu lệ tăng để đại lệ từ ngân nhà từ chính bên trên là năng nàn tháo lệ quá chúng ta tá khá cả tin này này là lúc phai mình từ bên tái là sang tăng như là về chính tàn xa tàn hẳn cho bừng bừng tái bừng tá nhà lúc này tàn xạ mà nó mà nhà mới sang tăng từ đấy vớ tội đó nếu mà mình lệ thì ta mình cũng tăng cái bự mình kinh nghiệm lắm hả bóc tháng cái hả phi này đi ốc lỗ 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 cải đi làm chiếc cầu à chiếc cầu vật chất này nha cầu vật chất này hả mình lỗ lỗ biết để mà lỗ cải biết để tay hả bóc tháng cái hả phi mà vật chất này cầu vật chất này thế nhưng mà mình bảo là nâng hai má là bốn hắn nâng nâng bóc này là 34 tuổi này là nóng bóc này đi là khốp này khổ liên kết này cũng khó hạn nhưng mà trên này đi nóng bóc này là mi bớt lăng này mi bớt khiếp mi khá bớt khiếp
bất chấp. Bất chấp là đi đi ăn hàng khốp thì khỏi lên kia khỏi ăn. Bất chấp là khỏi bán nhịp cầu. Mẹ cũng phải khỏi nhịp cầu. Không không này thì tay ta cao bơn nước. Nếu mà không ăn bằng này đi, đi phép để không ăn bằng, đi để kia đi cứ bay đi. Mẹ cứ để thay ăn cùng, thay ăn. Không đi tông hồng, tông hồng. Tôi cứ để ý hả? Thì tống sao giải hạn đi lại còn để ý nó vào lúc đấy lại lại đã tha tóc để thường bắp à hồi không bị giàu nhà bếp người ta có làm không nhà người ta được tiết của không làm nhỉ nhá mi thèo có làm hết ba nhân xem nó để hết quý luôn nhà mi nòng bóc à làm bóc bếp mi này bóc bên 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 mi à cả năm mi tên nhân xem vị trí đó mà mi ta mi nào ăn ta này à, soi soi nhá thì áo em mình tặng đi lấy cái tang đi 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 cái tang này à cứ lòng bóc bé pi này đi bé pi lên tuổi này đi cô này cũng xảo lại quá đi này nhớ xảo lên lên nữa xảo tháng cũng cắn một kỷ một loài quá xuống mái ốc bay đi xem đi sai tăng lên một cái áo tu vẫn có để nó cầu nữa à cứ lòng bóc bé cài lại vơ, cài lên lên vơ lại á tộc thứ nghe ai để thông minh thì lại mi này mi tóc cắt cán mông lông à tóc cán mông lông à cài cài tóc cán mông lông đấy vơ mi tóc cắt chi nhắn để bảo lá như tộc thứ mình để bao lá rồi bao lá rồi tộc cái đó tộc đó chỉ thứ tao biết bay à chứ mẹ để đây bảo lá mi này ai khỏi tôi cắt người bay nhất nữa là bốn bốn cắt cái gì không phải cô giáo không phải biết bia nó bị cài nó cắt bay rồi đâu để cài nó cắt bay à sang cài vậy cắt bay lắm đây bảo này là chúng tôi lái từ mặt chúng tôi lái tôi quan luôn luôn à tôi quan luôn luôn à tôi cứ mình làm lại cái gì cũng như con gì bé pi pi này cài rồi đâu cái nào nó cầu pi nữa khi làm nó cầu pi làm sung sung khổ khi này đâu đầu pi này xin này ban ban trang bên khi mình thả ra thế thế nào thế này nếu mà cài thì thế là cài cài con lại cài thì phải là hai cài con cả phần con à phần phần con ban này nhưng đi tôi nọc bóc và tham pi này đi tôi nọc bóc tham pi này đi nhưng khẩu tôi cắn lòi giống thế tôi cắn lòi tính xa nha tôi này nhưng khẩu bây gửi chứ đây tôi tham pi này đi kim khảo lần qua kim khảo năm lớn toàn à hậu bây giờ hơn thầy mình đang đang đi đây à thôi tiếp câu mơ tiếp số mình tiếp câu mưa châu số mưa đây ơi phụ bóp phụ bóp đây của mình không bóp nào gì năm nay nó có bị bỏng không năm nay bị bỏng á năm nay vào sao thái đẹp đấy sạch cửa sạch nhà ấy trong nhà bốn người là người này vào hạn với nàng này cái người ba tuổi như này sao thái đẹp đấy không trông cẩn thận có khi nó còn rơi vào đâu đấy chạy ra đường hay là đi đâu còn thế là hạn là vào hạn nó có một tháng nào vào tháng nào nó để tháng nào nó để tháng riêng 12 cái này để tháng riêng á 12 tháng riêng 12 tháng riêng thế phải làm một cái xong rồi mang đi gửi đi mang mang quay ba phủ năm nay nghịch lắm hai hàng thằng nào với thằng nào nghịch lắm thằng này nghịch lắm nghịch lại còn rốt rốt là thằng anh ngồi thằng này cũng học được đấy sau này thằng này bây giờ mình học các anh có đã được biết rồi nhá thằng ba tuổi nó thông minh chỉ có mấy thằng tám tuổi này nó mới rốt nhiều thôi các anh nó đã học học ngồi được nhau rồi nó là nhớ rồi không nòng bóc thì mi lăng khẩu khen khen khẩu còn lại tham tham pi này nè tôi nòng bóc cái mưa cài cài quan lòi tiếng phao này hả tôi cắm lòi này kiếm tôi hán à tôi cắm lòi này tham tôi quan này đắp cắm này tôi nòng bóc bếp bếp pi này thì tôi cắm thì là đắp cắm này đây đấy mi lên của mẹ là hết tôi chúng mình đây là đấy nhưng
nhưng mà ông tháo cái kia kia thì là hắn để tóc cái đồ lên tóc cái đàng luôn. Nhưng mà thầy mấy bạn này thì thầy cứ này bị lọng này thì cũng tóm lại là bây giờ như này, pi này là ăn là cái băng này là khẩu sao thái bạch hết sạch cửa nhà, cho nên là bây giờ nếu mà muốn muốn có lộc có tài về cuối năm thì phải cầu cầu lộc cầu tài nâng cao tài hạ đi đây đâu đấy cũng ra như thế rồi nhá. Xem thấy như thế xem cái con cái chỗ nền nhà nó có cái con gì nhớ này.
đây chị xem cho nó thế này. Vâng. Tiếp giờ giờ này mặc bạc giờ giờ này ở đây giờ này chân tay đây ở ngày tay đi lúc kiểu na tần tình à mà nhà thầy quan làm cô tần tình à quan nhà thầy đi 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 ông cũng có lắm nhỉ. Và nó làm thì bà mình huấn căn mà chân vẫn ao tem. Thank you.